Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món canh xương khoai sọ nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy ạ. Đây ạ, cái nồi canh xương của mình rất là trong và ngon như thế này nhé. Và các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình nhé. Để làm món canh xương khoai sọ này, các bạn chuẩn bị cho mình khoai sọ nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bốc cái vỏ khoai sọ này rất là nhanh mà lại không bị ngứa nhá. Thì các bạn sẽ cho mình cái nồi khoai sọ này vào nồi nước để mình luộc qua đi, sau đó mình sẽ bóc vỏ dễ và sẽ không bị ngứa cả. Nhiều bạn mà cạo ấy mà không đi bao tay ấy, hoặc là cạo khô thì được, nhưng cạo mà dính một ít nước là sẽ bị ngứa ngay đấy ạ. Và hôm nay mình dùng cái xương đuôi các bạn ạ. Mình dùng 800g xương đuôi với hành lá. Và khi khoai sọ thì rất hợp với lá lốt các bạn ạ. Còn một ít lá lốt rất là thơm nhé. Tỏi và hành thơm. Gia vị thì chút nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên mình sẽ sơ chế phần khoai sọ trước. Đây các bạn sẽ luộc cho mình cái phần khoai này lên nhé. Các bạn cho mình một ít muối vào nhé, để mình luộc cái phần khoai này nhé. Đây khi mình luộc nhá, cái phần khoai này được một lúc rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra để mình cạo vỏ ạ. Các bạn cho mình nồi nước lên bếp nhé, và mình sẽ cho phần xương này vào để mình trần qua cái phần xương này đi. Trần để mình bỏ bớt cái nước đục của cái xương heo này nhá. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút muối ạ. Đây các bạn cho mình một ít muối vào nhé. Mình chỉ cần đun sôi qua thôi. Các bạn sẽ cho mình phần hành thơm. Các bạn sẽ băm cái phần hành thơm ra cho mình nhé. Cẳng hành các bạn sẽ cắt khúc ra, hoặc là mình có thể thái để mình để thơm mà cũng được. Hành lá và rau lá lốt này các bạn sẽ thái nhỏ cho mình nhé. Lá lốt các bạn ăn rất là tốt cho xương khớp đấy ạ, đau nhức xương khớp. Chỉ cần cái phần xương này sôi nhá, thì các bạn sẽ đem đi rửa lại cái phần xương đi. Sau khi phần xương đã rửa xong rồi thì bây giờ mình sẽ ướp vào đây cái phần hành thơm nhé. Một canh các bạn ạ. Các bạn cho mình 2 thìa này. Mình ướp vào để mình xào nó lên nhé các bạn ạ. Sau đó thì mình sẽ ninh để mình ướp cho nó ngọt nhé. Các bạn ướp cho mình 15 phút, sau đó thì mình sẽ xào lên. Sau khi được 15 phút rồi, các bạn sẽ xào cái phần xương này lên cho nó thơm cái hành nhé. Chỉ cần cái hành thơm lên là được thôi. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cho nước vào để mình ninh nhé, cái phần xương này. Và các bạn sẽ cho ngập nước đi để mình ninh. Ninh sẽ từ 40 phút đến 1 giờ các bạn ạ. Mình ninh lâu thì cái xương này nó ra nước ấy, thì nó sẽ ngọt nước nhé. Sau đó ngấm vào khoai thì càng ngon. Thì các bạn, khi khoai mình ấy nước như thế nhé, thì bây giờ các bạn chỉ cần gọt nó ra hoặc là mình bóc vỏ nó ra như thế này ạ. Nên nó sẽ không bị ngứa nhé, mà nhanh hơn rất là nhiều đấy. Các bạn sẽ bóc sạch đi cho mình. Nhiều bạn muốn ăn canh khoai sọ nhưng mà lại ngứa, là vì khi mình làm ấy nó hay bị ngứa tay, cho nên là không muốn ăn, không muốn nấu. Còn đâu làm theo cách này thì các bạn sẽ không bị ngứa nhá. Các bạn cứ làm như thế này cho mình cho đến hết đi, sau đó thì mình sẽ cho vào nồi mình ninh xong.
Vì khoai chỉ cần chín nữa thôi, vì cái này mình nấu là đã gần chín rồi đấy ạ. Đây là khoai con nhé, khoai cái thì nó to lắm, thì nó không bở được bằng khoai con. Khoai nó rất là đấy các bạn, khi khoai mình đã ăn, rửa sạch nhé, và những cái củ to này mình đã cắt ra làm thành từng miếng như thế này rồi, và xương mình đã ninh được 40 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi canh xương nhé. Đây là nồi xương mình ninh đã mềm nhé, thì bây giờ mình sẽ đổ khoai vào. Các bạn sẽ nấu cho mình để cho cái phần khoai này chín nhé, khoảng 10 phút nữa là khoai chín thôi. Sau lúc trước mình đã cho 2 thìa muối rồi một canh rồi đấy các bạn ạ, nên là các bạn cứ nấu thôi, trong bữa mình cho thêm ít mắm, nếu mà nhạt nữa thì cho thêm một canh sau nhé. Khi nồi khoai này các bạn kiểm tra cho mình nhé, nó mà dừ ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ nêm nếm gia vị vừa là cho đấy. Như thế này mình đã cắt được khoai ra rồi, chín rồi ạ. Mình sẽ cho vào đây một ít mắm ạ, và thơm của mùi mắm nhé, là vừa vừa khẩu vị với gia đình nhà mình rồi. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần hành và lá lốt. Hành và lá lốt cho vào chín ngay rồi thì tắt bếp đi để múc ra bát nào có thể thưởng thức được một canh xương khoai sọ như thế này nhé, rất là ngon. Mình chuẩn bị cái tô và mình sẽ múc cái phần canh này ra. Múc ra cho nguội bớt đi thì sau mình ăn thì nó không bị nóng quá. Khi mình đã luộc cái phần xương lên như vậy ấy, thì nước nó rất là trong nhé. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món canh xương khoai sọ bở ngon nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.